Yasuo Ire. Kiểu bây giờ này các bạn cứ thấy con Sion các bạn khóa, cứ thấy Sion khóa vì Sion ở thời điểm hiện tại nó quá khỏe luôn á. Tại sao không 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 tại sao lại thả nhở? Nè tôi, nếu tôi không nhầm là cứ đội nào thả Sion là đội đấy oẳng ấy. Các bạn để ý trong mấy cái playoff mà xem, chơi thôi thiếu phép à, không quan trọng các bạn. Đối phương không có tank nên các bạn thiếu phép thì chả làm sao, còn bên nó không có phép mà mình lại là Sion tank khỏe vãi nồi, sợ cái gì, cho người ta chơi với à? Không được các bạn ạ. Tôi quá cay T1 ngày hôm nay khi thả Sion nên tôi phải chứng minh ngay. Nhưng thường thường khi mà tôi chứng minh thì tôi sẽ thua. Yasuo à? Ui, chính ra con này đi với Yasuo hơi mệt vì bộ Q nó khó trúng. Yasuo nó lướt lướt. Đùa chứ sau một lần tôi nhớ là trước tôi đánh Sion mid đi với Z thì phải, có kết quả không tốt lắm thì tôi nhận ra là Sion mid cái đoạn đầu ấy, các bạn bắt buộc phải phải bỏ lính thôi. Các bạn bắt buộc phải bỏ lính và các bạn phải chậm chậm một tí. Cái khi mình có đồ thì lúc đấy con Sion nó mới mạnh cơ. Trời, ông Riven đánh ẩu hết nhở. Nè đi. Ý, thế mà tôi vẫn chết á. Cày thế nhở. Nghĩ là đập được một hit nó rồi. Ôi. Đơn giản thôi mà. Mấy con Yasuo múa múa làm gì được đâu. Ê ăn rồng ấy. R không R à? Đau không? Đau không? Chết rồi ở đâu? Solo kill luôn, chả cần ai. Chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi. Rồi, lùi lại. Đợi Riven xuống, chơi. Ui, à, tốc biến luôn à. Hay quá nhở, thằng Sinh làm quả hay quá. Tôi cũng chả làm gì được nữa rồi. Con Sinh bắn quả tên lửa hay. Quả đấy con Sinh mà lui là ăn bổ rồi, nhưng mà nó flash thẳng mặt lên luôn. Thôi được rồi, không sao cả. 10 phút 1.700 máu thôi. Bao nhiêu đâu? Cãi nhau tí. Kinh thật. Ghê thật. Ơ lag kìa. Ơ. Thôi được. Sao lại lag thế? Không cho em di chuyển vậy anh? Đau không? Đau không? Thì thôi thì mất cái tốc biến thôi. Ok bye bye. Lớp giáp to nhỉ. Sao? Mua mua mua. Hai bàn tay của em đây, em mua cho mẹ xem. Mua. Mua. Trông mệt vậy. Tôi đứng im tôi đánh thường thôi mà. Chuyện khám nghiên kinh dị quên cấm Yasuo. Đấy là chuyện của team địch. Team mình thì không vấn đề gì. Ui hai cái tele luôn à. Thôi rồi anh Yasuo ơi. Đúng rồi. Chạy đi anh. Lướt vào trụ đi đúng rồi. Ai à thằng kia bị lùa. Giết thằng này á. Rồi, ôi chà. Ông cheat bị solo kìa. Ui, tàn xác. Tới này. Tớ không có gì nữa thì vậy.
Riven chậm thôi. Ê, đuổi thằng này. Không được, hồi máu đấy à. Team mình nhiều CC hết. Hay. Đuổi không? Nó không tới được à? Hay không? Đấm cái lát hit luôn ạ. À. Team này nó càn kinh quá. Chính ra team này càn ghê thật. Kể cả con Cheese cũng là con càn luôn á. Gõ cái. Có con nào trong đống này là không càn được đâu. Con nào cũng càn được hết. Vào đập cái trụ này đã rồi, đúng rồi, giết con Ire đi. Xong, đổ một cổng boss, boss luôn. Ăn rồng thì cho chắc. Yasu giờ ra là chết chứ có làm được cái gì đâu. Thôi dình không có tốc biến chạy đâu bây giờ. Thôi lấy thêm cộng nữa. Ê gọi là pick con này và phát team kia chả làm gì được. Tất nhiên là trong đánh giải thì nó khác. Nhưng mà con Saiyan ở thời điểm hiện tại nó mạnh lắm luôn á. Thôi về thôi. Saiyan hay cho gát mạnh hơn á. Ở thời điểm hiện tại Saiyan mạnh hơn. Cái CC của Saiyan nó hiệu quả hơn. Cộng với việc là nó không cần phải giết người. Ngược lại con cho gát thì các bạn phải cắn người, phải cắn mục tiêu lớn. Đấy là điều không phải lúc nào cũng làm được. Và cái cách cho gát nó đi landing ấy, nó khó hơn. Con Saiyan nó gặp đường nào khó quá thì nó quy nó cũng dễ đánh hơn. Còn cho gát thì nó không mắc quy ấy, mà nó thường thường mắc đắp hoặc mắc e. Nó lại một câu chuyện khác. Thôi rồi. Lại găng ba em Yasu ở trong này này. Không phải ở trong đấy, còn ở trên này cơ. Em Yasu. Nhìn nó chém mình ạ. Một mười. Thôi vậy đã. Có ra máu warm up. Đã thông thường thì đánh giải người ta sẽ không lên giáp máu warm up, người ta tập trung vào việc lên tanh tốt nhất có thể để rút, để chống chịu trong giao tranh thôi. Nhưng mà đánh rank thì người ta không dứt điểm được các bạn, nên thường thường các bạn lên giáp máu nó sẽ ngon. Khắc chế Saiyan nữa, nó đang phần trăm máu AP kiểu Mazaha chẳng hạn. Đây 3600 máu phút thứ 22. Xong rồi tôi có cái thú tượng hay cái gì đấy nữa thì vô địch. Đấy cho ông này. Làm gì có người đồng đội nào tốt như mình, mạng cũng nhường. Quái rừng cũng... Thôi em Yasu. Em Yasu. Mà tôi có ác quá không các bạn? Tôi có ác quá không nhở? Người ta chỉ pick Yasu thôi mà. Thế đâu có làm đến tội tình gì chứ nhở? 20 phút GG. Thương nhưng mà các bạn phải thương tôi đi. Ngày hôm qua hôm kia tôi bị trôn hết mực. Tôi nát như tương thì lúc đấy ai thương? Ai thương tôi?